Làm gì vui vậy? Cho anh nhà mình cũng Bình Phước đắc nông đắc đắc xuống đây chơi anh. Vâng, đang phét cơm mà cả. Cái này cái gì? Cháu không biết. Đang quay video. Hello. Là kênh Nguyễn Hoàng Bá. Vâng, thôi cảm ơn chú. Cái này là cũng từ Đắk Lắk về đây thì thôi cũng này con hến ạ. Quê ngoài Bắc hỏi hến ạ. Nhưng mà mình mua là mình nhưng mà ở trong này gọi con giòm. Ở đây là gọi là con bẻm. Dạ. Đây bắt cái dĩa kia lên anh chú ơi. Bắt cái dĩa kia lên kia. Thấy thằng nhóc nó câu cua chứ. Dạ. Em giao lưu với anh miếng được không? Không, đi xe không. Không, vậy thì em mời anh một miếng con này được không? Được rồi. Cảm ơn nhiều, Thấy nướng mấy con cá này mời nha. Ăn cá biển nướng tại chỗ cảm giác như sao con? Dạ ngon. Ngon hả? Dạ. Không có chấm muối gì chưa hả? Dạ ngọt thịt lắm. Ngọt thịt lắm hả? Dạ. Cá này kêu cái gì? Mời bắt ngoài biển vô. Không biết nữa. Mới bắt ngoài biển vô luôn. Nhưng anh ơi, trước hết em cũng Đắk Nông xuống chưa này cũng trước hết là cảm ơn có đi tới đất mũi chưa? Dạ đất mũi Cà Mau địa đầu móng cái em đi chưa? Hết rồi. Bày cua biển luôn, quá trời luôn. Quá trời cua luôn. Cua chút chút không à, đâu có ăn được. Cái này được rất chiều quá, chiều nước lớn rồi. Người dài đẳng là cua quá trời cua mà nhỏ nhỏ không à. Ăn được không? Hả? Ông còn hơn tôi, ông đi nãy giờ còn hơn tôi làm biến đi. Cái con nhóc này nó câu cua. Cua dữ lắm luôn, phải không? Quá trời cua rồi, lấy con lớn lớn. Được con nào? Ô, sảy rồi. Sảy hả? Chín không? Lấy sợi dây thun á, cái nó kẹp dây thun giật lên, nó đâu còn ăn mồi đâu. Cua cá, giật lên coi, ôi mày dướng mẹ rồi.
ơi. Ồ, cái sớm này làm gì vui dữ ta. Có ai kêu tôi không? Sớm này làm gì vui vậy ta? Hả, quay phim, quay phim. Cua quá trời cua luôn. Nó nhấc mà nó câu không được. Ồ, gia đình mình đi nướng nghe ngon quá ta. Gia đình mình đâu ạ? À? Bình Phước hả? Ồ, xa dữ vậy ta. Bình Phước là Đồng Xoài đâu phải không? Đồng Xoài có núi Bà Gái gì phải không? Phước Long. Phước Long, Phước Long thì cũng tỉnh Bình Phước. Ồ, Bình Phước đi xuống tới đây xa dữ á. Đi mấy ngày rồi? Đi 2 ngày. Ôi, gia đình. Ê, chào anh nha. Quay phim được không? Cho quay phim cái nha. Ê, sao đâu anh? Hello, hello. Làm gì vui dữ vậy? Cho anh, anh em mình cũng Bình Phước, Đắk Nông Đắk Đắk xuống đây chơi anh. Vâng, đang phét cơm mắc à. Cái này cái gì? Cháu không biết. Cái biển. Đang quay video. Hello. Xin video đi. Là kênh Nguyễn Hoàng Bá. Vâng, thôi cảm ơn chú. Cái này là cũng từ Đắk Nắc về đây thì thôi cũng nay con hến à. Quê ngoài Bắc gọi hến à. Nhưng mà mình mua là mình cái, nhưng mà ở trong này gọi con giòm. Ở đây là gọi là con bẻm. Nè. Dạ. Đây bắt cái gì kia lên anh chú ơi. Bắt cái gì kia lên chứ. À, thấy nhóc nó câu cua chứ. Dạ. Em giao lưu với anh miếng được không? Không, đi xe không. Không không, vậy thì em mời anh một miếng con này được không? Được rồi, được rồi. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Hãy nướng mấy con cá này mời nha. Ăn cá biển nướng tại chỗ cảm giác như sao con? Dạ ngon. Ngon ngon hả? Dạ. Không có chấm muối gì chưa hả? Dạ ngọt thịt lắm. Ngọt thịt lắm hả? Dạ. Cái kia cái gì? Mày bắt ngoài biển vô. Không biết nữa. Mới bắt ngoài biển vô luôn. Nhưng anh ơi, trước hết em cũng Đắk Nông xuống chưa này. Cũng trước hết là cảm ơn. Có đi tới đất mũi chưa? Dạ, đất mũi Cà Mau địa đầu móng cái em đi hết rồi. Đi rồi à. Nhưng mà về đây là cái khung khí ở cái Cà Mau Hòn Đá Bạc mình rất tuyệt vời. Tuyệt vời luôn ha. Là rất mến khách mà em nói thật. Cái móng cái rồi đi luôn rồi hả? Đi dạ, vậy? Đi từ mũi Cà Mau địa đầu móng cái mình ở đây là vùng vịnh. Nếu mà móng cái mũi Cà Mau nó nằm phải nằm ở dưới Nam Căn Ngọc Hiển đúng không dạ? Đúng rồi, đúng. Dạ, còn ở đây thế nào? Ở đây là thuộc về cái cánh ở bên Hà Tiên. Dạ dạ. Gạch Giá. Thôi thì cũng chẳng biết nói sao chú nữa thì chẳng biết. Nói chung là tại vì uống không được, uống không được. Anh giao lưu với em con này được không? Một con thôi. Đi. Cảm ơn nhiều nha. Tôi thì Tây Bắc, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn tôi đi hết rồi. Đây thì cháu thì đi. Nếu mà anh đi anh quay đi kênh thì em nên anh là cái kênh của anh là kênh gì ạ? Kênh Nguyễn Hoàng Bá. À. Tôi đi du lịch rồi quay cho vui vậy đó. Người ở chung nhóm này. À. Bình Dương sát bên chú á gần lấy thiêu á. Nguyễn Hoàng Bá. Ơi. À, hai bé này ở Bình Dương với quận 7. Đứa Bình Dương với quận 7 hả? Dạ đúng rồi. Có đi làm chưa? Dạ có rồi ạ. À, làm rồi hả? Có dữ ha. Ở đây nướng đầu biển ăn sướng ha. Thôi chào tạm biệt với gia đình mình nha. Dạ dạ dạ, cảm ơn chú. À, có dịp gặp lại. Giờ tôi về Bạc Liêu. Ui. 1961. Còn trẻ mà. Mới 62 tuổi à? Rồi, 62. Đúng trong giấy 61. Đường đi quay pin nào kia đây. Khỏe hắn tuyệt vời. Đi xe máy không á, đi ra tới ngoài Bắc lũng cú. Chú đi nhiều chỗ về, chú có quen bà nào mà thế? Thì mỗi tỉnh mỗi bà. Đấy, nó quay cái cháu đang tính nhỏ. Cái khoảng đó là phải nói đúng vậy, sự thật khai thiệt luôn. Vậy là cứ nghịch bẩn đều đều. À, mấy cái bà này, xin lỗi mấy cô này, có ghét thì chịu chứ có sao nói vậy. Đâu thương chứ đâu ghét đâu. Chung là vui thôi các bạn.